Xin chào các bác nhá. Em lên nhanh cho các bác khách cái cặp loa OneQ L9 đấy thì bác ấy gọi điện đến thì bác bảo test cho anh nhạc. Để anh ấy chốt luôn. Thì thông thường thì nhà em thì sẽ có khách nào mà alo mà báo chốt là em sẽ test luôn. Đấy, ưu tiên các bác khách đấy. Còn đây, em đang quay cho bác khách khác ở dưới thì bác bảo là test trộn cho con CD. Đấy thì cũng đang test đây nhưng mà anh Đức anh vừa gọi điện là số 81 thì bảo là quay luôn cho bác khách. Test nhạc luôn để bay chuyển khoản. Đây thì em quay test nhạc luôn cho anh nhá. Thì đây là con đúng con hôm qua nhá. Cái dòng này thì đời rất là cao, hôm qua em giới thiệu rất là kỹ rồi. Đấy, OnQ L9 nhà em đang bán của nó là 2 triệu 250 đến tầm 2 triệu 450 một cặp. Đấy. Tuy nhiên con này về thì đấy, như em tình trạng như hôm qua em nói rất rõ rồi. Đấy, nó hơi bị xíu thì về mình có thể sơn BU lại tí. Đấy, còn không để nguyên được bởi vì hàng bãi chả cần. Căng của nó thì đẹp lắm. Đây, hai chiếc căng rất đẹp. Hôm qua thì em giới thiệu rất là kỹ rồi thì hôm nay em chỉ test nhạc thôi nhá. Hôm nay em test nhạc lại cho các bác thôi. Con này nghe nó sướng lắm các bạn, nghe nó mê lắm. Cực kỳ mê luôn. Cái chất âm của nó các bác nhá. Cái hiện tại em kiểu em để cái âm thanh đây này, em để cái loa lên cái CD thì nó bị rung ấy. Đó. Còn chất âm của nó con này thì nó thật các bác thì không thể chê vào đâu được, nó hay lắm. Đấy thì anh xem ok thì báo em luôn nhá. Về cái mức giá này thì hiện tại thì nhà em cũng chỉ có một cặp này thôi. Đấy thì bác nào cũng đang mong muốn như một cặp loa như của bác khách này thì sẽ alo cho em. Đấy thì số điện thoại em sẽ để trên tiêu đề nhé. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhé.